Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Bài 5. Ở bài này thì chúng ta sẽ học về một số thủ thuật trong Swing Boot. Thủ thuật Longboard. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vào Help Install New Software và chúng ta sẽ ra Google gõ vào tìm kiếm Install Longboard in Eclipse. Chúng ta sẽ cài Longbook. Nói qua về Longbook thì đây là một thư viện giúp chúng ta không phải viết các hàm getter, setter và constructor. Chúng ta sẽ paste link vừa copy được vào đây, tích chọn, ấn Next. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một lúc. Như vậy là đã cài xong, chúng ta finish. Chốt select. Reset now. Sau khi Eclipse được mở ra, chúng ta sẽ gắn thư viện Longbook vào trong bom.xml. Để làm được điều này thì chúng ta lại ra Google và gõ là install Longbook for Maven. Hoặc đơn giản là install Longbook Maven. Chúng ta nhấn vào trang Maven và copy các dòng XML ở đây. Dependency và chúng ta sẽ mở pom.xml lên. File này là file chứa các thư viện của Maven. Chúng ta sẽ paste vào trong khối dependency số nhiều. Ở đây tôi sẽ căn chỉnh lại một chút. Rồi, chúng ta lưu lại và hệ thống sẽ tự động build cho chúng ta đây. Và sau khi build xong thì chúng ta đã có thể sử dụng thư viện Longbook rồi. Để sử dụng thư viện Longbook thì chúng ta sẽ gõ annotation ở đầu class là data. Import thư viện Longbook. Như vậy thì các hàm getter setter của chúng ta sẽ không cần nữa. Đây tôi sẽ mở service của chúng ta lên. Movie service của chúng ta có sử dụng các hàm getter setter nhưng không báo lỗi gì. Như vậy là chúng ta đã import và sử dụng thành công thư viện Longbook. Ngoài ra thư viện Longbook thì chúng ta có thể gõ thêm các annotation như là constructor or array constructor thì chúng ta sẽ không sử dụng constructor, sử dụng tham số nữa và No AGRS constructor. Các constructor không tham số. Như vậy là code của chúng ta đã nhìn gọn hơn và đẹp hơn rồi. Thử thật thay đổi tổng mặc định. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thủ thuật thứ hai trong Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đấy là thử thuật thay đổi cổng mặc định của web. Như các bạn thấy là chúng ta sử dụng cổng mặc định là cổng 8080, nhưng nếu như trong chúng ta không tắt server đi mà chúng ta lại debug lại luôn, build lại luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta sẽ bị lỗi vì đang có một cổng khác đang được hoạt động. Và làm sao để sửa được lỗi này thì đơn giản là chúng ta sẽ vào Project Explorer này, vào thư mục resource template, à không cần, chúng ta sẽ vào application.property, sau đấy gõ chữ server.port bằng 8081. Chúng ta sẽ cùng build lại. Chúng ta đã build thành công, web của chúng ta đã chạy trên cổng 8081 đây. Chúng ta sẽ cùng ra trình duyệt và kiểm tra lại. Nó có hết 8081. Đây chúng ta có hai cái port. Nhưng nếu chúng ta dùng cách này thì càng ngày thì web của chúng ta, hệ thống của chúng ta càng nặng thêm. Thủ thuật kia port. Thì chúng ta sẽ còn một cách nữa, đấy là kia port. Chúng ta sẽ vào Google gõ kia port Windows và
tìm đến Stack Overflow, chỗ tích xanh này. Chúng ta mở CMD lên và copy câu lệnh netstat ano filestring 8080 của chúng ta. Và chúng ta sẽ tìm ra được port ID là 12420. Chúng ta sẽ copy câu lệnh tiếp theo là kietat suộc PID suộc 12420 suộc F, và như vậy chúng ta kia cổng thành công. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Bây giờ địa chỉ logo 8080 của chúng ta đã mất rồi, chỉ còn lại 8081.